Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm đang có mấy cái áo thun, đạp xe đạp, vải thun rất mịn, mặc rất mát, đặc biệt vải thun này. Mặc rất phù hợp với thời tiết nóng, mình đạp xe đạp rất là thoải mái luôn. Trên này cũng còn nhiều quần áo ạ. Dạ, còn bây giờ em xin phép báo giá từng cái em ship về Việt Nam mình à. Áo này size S ạ, của Sri Lanka sản xuất. Loại áo này mua mới trong tiệm rất là đắt tiền ạ. Cái áo này em ship về Việt Nam giá là 900 ngàn ạ. Áo còn rất là đẹp, chưa mặc ạ. Vải thun mịn, mát lắm. Giá 900 ngàn em ship về đến Việt Nam ạ. Còn cái áo đỏ này của Italy sản xuất ạ. Áo này cũng còn mới, chưa qua sử dụng ạ. Áo này size S ạ. Áo mới, rất đẹp. Áo này giá em cũng ship về đến Việt Nam của mình là 900 ngàn ạ. Áo chưa mặc lần nào ạ. Vải áo thun dài tay rất mịn. Còn cái áo màu tím tím này, size XS ạ, cũng còn mới tinh, chưa mặc một lần nào. Tem vẫn còn nguyên si. Kiểu dáng của nó như vậy ạ, mặc ôm rất là đẹp. Size XS, Italy sản xuất. Áo này cũng còn mới, chưa mặc lần nào ạ. Size L của Italia sản xuất. Áo thun mình vải rất mịn, sờ vào rất là mát ạ. Size L Italy sản xuất. Còn tem mạc đầy đủ. Dạ, áo này em ship về đến Việt Nam của mình là 1 triệu ạ. Mình vải thun, mịn lắm. Rất là mát. Kiểu dáng mặc ôm eo rất là đẹp. Italy sản xuất. Dạ, áo này size cũng lớn, 2L, cũng của Italy sản xuất ạ. Mình vải rất mát và rất mịn. Made in Italy sản xuất. Áo tốt, còn mới, rất đẹp ạ. Dạ, áo này em ship về đến Việt Nam của mình, giá là 1 triệu ạ.
Vải thun đẹp lắm. Áo thun đỏ dài tay, size XS cả, cũng của Italy sản xuất. Áo còn rất là đẹp ạ. Vải áo thun của Italy, sờ vào nó rất là mịn ạ. Italy sản xuất. Dạ, giá áo thun này em ship về đến Việt Nam của mình là 900 ngàn ạ. Áo này còn rất là mới ạ. Quần hiệu Toledo, hiệu Jet ạ. Quần này size S ạ. Quần Italy sản xuất. Quần còn rất mới ạ. Đẹp lắm. Vải rất mịn. Miếng mốt sao ngồi rất là êm ạ. Dạ, cái quần check này em ship về đến Việt Nam của mình giá là 1 triệu ạ. Dạ, quần còn mới, còn tốt ạ. Dạ, còn đây là quần ngắn hiệu Mavic. Quần Mavic này mình vải rất là tốt luôn. Mịn lắm. Size M ạ. Cái miếng vải thun này nó mịn mà nó mát lắm. Quần còn rất mới ạ. Quần này vải thun mặc rất là dễ chịu. Miếng mốt trong này cũng dày lắm, êm lắm, còn mới tinh à. Phía sau rất là đẹp, rất mềm, rất mịn. Dạ, giá cái quần này em ship về đến Việt Nam của mình là 1 triệu ạ. Dạ, còn cái quần dài này của Romania sản xuất, size S ạ. Quần này còn mới, tem còn đầy đủ, chưa mặc lần nào luôn. Quần này vải thun rất là tốt, mặc rất là bền luôn. Dạ,
Giá cái quần dài này em ship về đến Việt Nam của mình là 1 triệu ạ. Còn tem đầy đủ, chưa mặc lần nào luôn. Có một cái quần lửng lửng size XS ạ. Quần còn rất mới ạ. Miếng mốt bên trong rất là mịn, rất là mềm. Dạ, giá cái quần này em ship về là 900 ngàn ạ. Dạ, còn mấy cây để xe kiểu này, quý cô chú anh chị có cần không? Mỗi một cây em ship về là 1 triệu 900 ngàn ạ. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu cần sử dụng, xin chụp hình từng cây, gửi qua Zalo cho em, rồi em sẽ ship về Việt Nam cho ạ. Mỗi một cây như vậy em ship về là 1 triệu 900 ngàn. Dạ, video chia sẻ đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo ạ. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị cần mua những đồ gì ở bên Nhật, xin vui lòng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi. Mỗi ngày em đều đăng nhiều mặt hàng khác nhau ạ. Dạ, video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.